Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Thì con này là bản Screen các bác nhé. Và em đánh giá nó tầm khoảng 98%. Thì con này còn L1 và áp suất thì đương nhiên không còn. Tại vì cái con này là cái con mà đã bị thay lắp lưng các bác nhé. Thì cái lắp lưng trên con này nó vẫn có số EMEI. Tuy nhiên thì cái số EMEI này nó không trùng với cái số EMEI của trong máy đâu. Cho nên là các bác nào mà cần cái số cần cái sự sự hoàn hảo thì con này đương nhiên sẽ không thể hoàn hảo được. Tuy nhiên ấy, thì là em cũng sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả các linh kiện ở trong này nó đều là zin và còn dùng rất là ngon các bác nhé. Thì ở cuối clip em sẽ tháo máy ra cho bác xem nhé. Đấy, thì con này thì duy nhất là có thay cái lắp lưng thôi nhé. Thay cái lắp lưng không phải lắp lưng của nó thôi. Đấy, thì cái giá của nó là 3,9 củ. Thì nhiều bác sẽ thấy là nó cao thì cái gì nó cũng có giá của nó thôi các bạn. Em bán hàng ra thì cũng cần cái phải có cái lãi các bạn, cho nên không thể bán mà ăn cho vui được. Đấy, thì đây em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của nó nhé. Đây, thì đây là cái cạnh dưới này. Cái cạnh dưới này thì ở chỗ cái phần chân sạc, cái phần ngoài của chân sạc ấy thì nó hơi bị xước một tí các bạn nhé. Đang ốm quá các bạn. Đây, hơi xước tí này. Đấy. Còn cái phần cạnh trái này thì em thấy đang là rất là đẹp. Có mỗi cái tí ở chỗ 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 này này. Đấy. Hơi khó nhìn đấy, lại chỗ này nó hơi bị phẩy một tí này. Đấy. Chỗ này cũng có hơi phẩy phẩy một tí này. Đấy. Rồi. Còn đây là cạnh trên thì cạnh trên này thì thấy rất là đẹp. Có mỗi cái sim nó cảm giác cái sim nó hơi hơi xấu xấu một chút. Nó hơi 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 chảy chảy chút cái khai sim đó. Còn trên này thì đẹp. À đây, trên này chỗ này cũng có hơi hơi phẩy phẩy một chút này, chỗ này đấy. À đây nữa, đây rồi, nhìn thấy rồi. Đây chỗ này nữa bị một dấu chấm ở đây, chấm lõm lõm ở đây đấy. Rồi đây là cạnh phải, thì cạnh phải đây bị một chỗ ở chỗ này hơi chảy chóc chóc thế này. Đây đây, các bác chóc phần kim loại ra luôn, các bạn nhìn thấy phần kim loại luôn đấy, hơi xước xước ở đây. Đấy, ở dưới này thì cũng bị hơi xước xước một chút ở đây nữa đó. Rồi ở khung viền thì nó thực sự là nó không còn được, nó không phải là đẹp nét nữa, tại vì hàng về thì lần này nó vừa xấu. Thật sự là em bản thân em là người bán hàng, em cũng thấy nó vừa xấu mà nó còn vừa xấu mà nó còn giá còn cao nữa. Thế cũng cũng hơi bị a cay, nhưng mà cũng không 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 làm gì được các bạn, tại vì nguồn như nào thì em sẽ show cho các bác hết. Và nhất là về cái nội thất ấy, thì em muốn là các bác dùng kiếm con máy dùng cho nó ổn định thôi, chứ còn về ngoại hình thì bác nào chấp nhận được thì mua nhé, chứ không phải là các bác cố gắng để mà mua. Nói chung là anh em làm thế thôi, các bác thấy thích hoặc thấy yên tâm thì hãy mua. Đấy, thì đây là cái phần lắp lưng. Thì cái phần lắp lưng này nó đương nhiên là nó cũng còn khá là mới quá nhé, lắp lưng này còn khá là mới nhé các bác nhé. Và quan trọng nhất là cái phần cụm camera này, cụm camera zin các bác nhé, zin luôn. Các bác rờ cái camera các bác nhanh zin nha. Và đương nhiên thì zin thì nó sẽ phải có sức xước rồi các bạn, không thể mà tránh khỏi được đâu. Tuy nhiên thì con này nó cũng được cái nó cũng xước ít, nó không xước nhiều lắm. Đây, nó xước có xước nhưng mà nó ở phần ngoài cái lỗ camera ấy, cho nên nó chả ảnh hưởng gì đến cái chất lượng camera đâu. Rồi các bác yên tâm nhé. Đấy, có xước nhưng mà nó sẽ ở phía ngoài. Đấy, chỗ này này. Đấy. Hơi khó nhìn chút thôi nhỉ. Nhìn cái nhện này thì lại ngon này. Đó. Đấy, cho các bác yên tâm, cái này nó không ảnh hưởng gì chất lượng camera đâu. Còn đây là cái màn hình trước. Thì bảo đảm cho các bác là cái màn hình này là nó không hề có lưu ảnh hay ám ố gì nữa các bác nhé. Cho các bác yên tâm. Nó chỉ là có xước thôi, thì vì nó là màn hình zin thì bắt buộc nó phải có xước thôi, các bạn không đỡ được. Còn các bác mà cần cái màn hình nó nhiều khi là nó không xước tí nào, thì nhiều khi đó là cái màn hình mà mới mới được ép kính lại ấy, hoặc là màn hình mà đã được mài kính ấy. Cho nên là nhiều khi là anh em không không có kinh nghiệm check cái màn này thì hay bị lừa quả đấy lắm. Thì đây cái con này thì có xước này, đây các nhìn phát thấy luôn này, đấy có xước này, có xước đây nữa này. Đấy. Đó. Đấy, nói chung là cái con này thì chả phần phải nói được, cái màn trước là có xước nhé và khá là xấu.
Đấy thì cũng phải nói luôn cho bác thấy được cái là nó là màn hình zin thôi các bác nhé, và chưa hề ám ố hay lưu ảnh gì đâu nhé. Thì tẹo nữa em sẽ test cho các bác xem. Đấy thì nói chung là ngoại hình con này thì em đánh giá là 98%. Bác nào mà thấy ưng thì chơi được thôi, chứ nó không phải là đẹp nét các bác nhé. Và được cái con này nó còn L1 này, đây L1 này. Đấy. Thì em sẽ test thêm camera này. Camera thì các bác yên tâm nhé, camera con này thì đấy em cũng đôi đó là cực nét luôn, không hề có bị cái lỗi gì cả. Đó, camera trước thì nét bình thường các bác nhé, không vấn đề gì cả các bác nhé. Tại con V60 nó hay bị lỗi cái camera trước nó mờ lắm, cho nên là anh em mua thì chú ý. Ok, đây vân tay bình thường này, và đây là cái số email của nó đây nhé các bác nhé. Thì con này em đang lắp cái sim Viettel rồi, em sẽ nghe gọi phát luôn các bác nhé. Đây. Tại vì dạo này Viettel người ta đang cắt cái 3G hay 2G gì đấy, nó hay bị lỗi cái kiểu hiện tượng mà có 4G nhưng mà không nghe gọi được. Đấy, cho nhiều khi phải test. Mức của Viettel để nạp tiền. Đấy. Đấy thì lên 4G bình thường nhé, có 4G bình thường các bác nhé. Đó. Ok. Xem nào, còn cái gì ngoài này test nốt nào. À, ngoài này thì còn cái tai nghe các bạn. Tại vì đây thì em sẽ test cái tai nghe cho các bác. Đây, bật được bật DC bình thường nhé. Và các bác nên nên test cái tai nghe, các bác nên mở một đoạn nhạc để các bác test. Tại vì nhiều khi là nó lỗi DC là các bác nghe nhạc ấy. Các bác nghe nhạc nó cứ hơi bị cà giật ấy. Đấy, là nó bị lỗi DC đấy. Cho nên nhiều bác không vào test cái xem YouTube này thì các bác không biết đâu. Nó cứ tưởng bình thường đây, nó vẫn chạy bình thường đấy nhé các bác nhé. Đang chạy bình thường này, không hề cà giật. Đó. Ok, thì các bác yên tâm nhé, DC con này bình thường. Ok, và đây cũng từ em vào chặn bên trong test luôn. Đây, tiệm cận ánh sáng bình thường các bác nhé, các phím bấm này, đó, chuông này, rung này, rung rất mạnh các bác nhé. Đây là các mic này, mic dưới này, ok này, mic trên này, ok này, mic không này, ok này, mic ở lưng này, ok hết các bác nhé. Xoay ngang xoay dọc này, đó, ok này, cảm ứng này, cứ test cái cảm ứng cho nó chắc ăn các bạn. Rồi, ok. À, đây, quan trọng được là cái phần test màn hình. Thì cái mấy cái phần này thì lên 12 rồi nó sẽ không có gì đâu. IMPL này, kể cả pin thế các bác test cái này thì nó không có ra gì đâu. Đấy. Quan trọng là cái phần test màn hình này. Đây các bác yên tâm nhé, màn hình con này không hề có lưu ảnh hay ám ố gì cả các bác nhé. Các yên tâm. Đây, còn quan trọng là cái phần test cái cổng sạc Type-C này này. Thì các bác bây giờ V60 nó hay bị lỗi cái sạc nhiều ấy, cho nên nhiều anh em mua cũng rất là sợ cái vấn đề này. Thì các bác yên tâm nhé. Cái sạc này nó em cũng nói luôn, cái sạc chân sạc này nó sạc zin, và tí nữa em sẽ mở ra để em nói thêm là em đã đổ thêm keo để cho nó chắc chắn thêm nhé. Tí em sẽ mở ra cho các xem. Thì đây là cái cổng A2C này, 18W này. Thì cái cổng này em chuyên để dùng để mà test những con V60 hoặc tất cả những con điện thoại mà em có. Con này mà dùng ok cái là ok hết các bạn. Đấy. Đấy các thấy không? Nó có sạc nhanh bình thường này, sạc nhanh bình thường này, đổi chiều này. Đấy, hai chiều để bình thường hết các bạn nhé. Có sạc nhanh hết. Đó. Và đây em test thêm cho các bác nữa là đây là cái cổng C2C và có công suất là 25W nhé. Thì nó còn tốt hơn. Đây các bác thấy không? Nó lên PD04 này. Đó. Đổi chiều luôn này. Đấy. Cho các bác yên tâm nhé, cổng sạc con này còn rất là ngon, không hề có vấn đề gì. Ok. Thì tất cả chức năng thì em sẽ bao cho các bác là không vấn đề gì cả nhé. À quên, ngay cả cái vấn đề sạc không dây em cũng test luôn cho các bác để các bác yên tâm nhé. Đây.
đang sạc không dây này. Đó. Các bác yên tâm, tất cả chức năng nó đều bình thường thôi, ngoại trừ cái áp suất thì em cũng làm lại được thôi. Đấy, giờ em sẽ mở hẳn cái máy ra cho các bác xem nhé. À, để các bác biết được cái linh kiện bên trong nó còn ngon hay không, nó còn zin hay không. Thì em sẽ phải tắt cái máy đi. Ok. Thực sự là các bác dạo này V60 nó khan hàng quá, nhập hàng thì hàng zin kiểu như này này. Hàng zin thì thứ nhất là hàng zin thì nó sẽ xấu thôi các bác, hàng zin đét đen đẹp thì nó sẽ xấu. Và giá thì nó lại cao nữa. Đấy, nhưng nhiều khi anh em mua cái hàng như bảo là sao bác bán hàng giá cao thế? Thì các bác biết rồi, nhập thế nào thì nhập rẻ thì mới bán rẻ được, chứ nhập cao thì mà bán rẻ thì lấy đâu ra lãi đâu các bác. Cho nên là các bác nào mua thì cần cái sự mà dùng con máy nó ổn định ấy. Thì các bác cứ 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 ấy thôi, cứ cân nhắc thôi, chứ các bác cần đẹp mà lại còn rẻ nữa, mà lại cần zin nữa thì nó khó quá. Đấy, cho nên là cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Mà em thấy là cái bên 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 LG thì thực sự là bây giờ thì các bác tìm được cái con mà bảo là hàng zin zin đét zin nguyên bản thì không, em thấy là không có đâu. Nên các bác đừng hy vọng vào những cái chuyện nó khó như thế. Và nhiều ông thì bán hàng thì cứ bảo là máy zin, thực ra chả biết zin cái gì luôn. Đấy. Ok, thì đây em sẽ tháo hẳn ra đây nhé, ngay cả cục pin em cũng tháo luôn ra này. Đây các bác yên tâm nhé, cục pin này là cục pin zin và còn rất là cứng cáp nha các bác nhé, rất là cứng cáp, và em cũng đã test cái thời gian chờ nó rồi, rất là tốt, không phải lo các bác nhé. Cục pin zin đẹp đẹp luôn đấy. Tháo cái loa này, loa cái thứ là loa ngoài cái thứ là em cũng vệ sinh sạch sẽ hết các bác nhé. Đấy. Nhất là cái phần cụm camera thế em cũng vệ sinh rất là sạch sẽ. Nhiều khi là vệ sinh sạch sẽ rồi nhưng mà nhiều khi không may lắp vào lúc lắp cái nắp lưng này không may vẫn vương bụi các bạn, thỉnh thoảng thôi, nhiều khi nó cũng có các bạn cũng đỡ được. Thì đây đây là cái main nha các bác nhé, main thì yên tâm, các bác yên tâm, main nó zin đét đẹp và chưa hề có sửa chữa, còn nguyên cái miếng keo tản nhiệt đây. Đấy, các bác yên tâm không phải lo về cái main này nhá. Ok, thì đây, và ngay cả ở cái trên khung này thì nó vẫn còn cái miếng ống tản nhiệt các bác nhé. Tại vì nhiều máy anh em dựng như anh em khác dựng mà là không có cái miếng đồng này thì máy các bác sẽ, nhiều khi các bác thấy máy nó mát đấy các bác, nhưng mà sau một thời gian là cái CPU nó nóng quá nó sẽ chết đấy. Đấy. Và đây nữa, em sẽ tháo hẳn cái này ra, và đây là cái vân tay này các bác. Đây thì em sẽ cho các bác thấy được là thứ nhất là cái cáp này, là cái cáp sạc này, cáp sạc zin này. Đấy, và cái phần chân sạc này này em đã đổ thêm keo rồi nhé. Đây các bác không biết nhìn thấy cái màu vàng vàng này không, hơi khó nhìn nhỉ, em cũng không không tiện tháo ra nữa tại vì nó cũng chả có gì mà phải tháo ra đâu. Thì bảo đảm cho các bác đây là chân sạc zin và em đã đổ thêm cái keo ở cái phần này này. Đấy, phần tiếp giáp giữa cái phần kim loại này với cái mên ở dưới ấy, để cho nó thêm chắc chắn nhé. Đấy, cho bác dùng yên tâm, và cả không chỉ mặt này mà mặt dưới này cũng có nhé, cho nên là nó sẽ thêm chắc chắn thôi. Chứ bảo là nhiều anh em khác ấy bảo là máy đã fix chân sạc, như kiểu là máy đã fix chân sạc thì không bao giờ bị chân sạc lại nữa, thì hoàn toàn là không phải các anh nhé. Fix chân sạc rồi nó vẫn có thể bị lại thôi, tại vì cái chân sạc này này nó hàn trên một cái miếng mên này, nó rất là mong manh, cho nên là con V60 nó bị lỗi này là bị vì vì cái phần đỡ cái chân sạc màu cái chân màu inox này, màu kim loại này này, thì nó mỏng quá dẫn đến là nó hay bị thôi. Nhưng mà được cái là cái này chân này còn zin và em đổ thêm thì nó sẽ thêm chắc chắn thôi, chứ không phải là nhiều anh em như nhiều nói là fix chân sạc rồi thì nó không bao giờ bị lại đâu, cái đấy hoàn toàn không có nhé các nhé. Và ông nào mà nói kiểu như thế là em đa số là thấy là lùa gà thôi. Đấy. Ok các bác, thì đây con máy này thì sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả các linh kiện ở đây, tất cả các đồ ở đây. Đấy. Tất cả các đồ nhé đều là zin hết nhé, từ cục pin main rồi khung viền rồi tất cả các thứ, chỉ ngoại kể cả cái lắp lưng cũng là zin, chỉ con này chỉ có mỗi ngoại trừ là
là không phải cái lưng theo con máy này thôi, đó là lưng zin nhưng mà là của cái máy khác thôi. Đấy, có nghĩa là bị thay thay cái lắp lưng. Đấy, đó hiểu đơn giản này thế thôi. Đấy, ok, và nó còn là một. Đấy. Thì anh em mà cần cái sự sự ổn định trong việc dùng con máy V60 này thì cứ cân nhắc thôi, chứ còn mà cần đẹp thì đúng là con này nó không đẹp được và giá nó cũng không hề rẻ. Đấy, ok các bác. Thì bắt đầu cần thì nhắn tin em ở số Zalo góc màn hình này các bác nhé. Ok, chào các bác.